Chiều ngày 19 tháng 8, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa bắt giữ một đối tượng thu 1 kg ketamin và 7.500 viên ma túy tổng hợp thuốc lắc. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 16 tháng 8, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và đội kiểm soát ma túy cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đối tượng Dơ Vang, 27 tuổi, trú tại bản Hội Hỏi, huyện Viên Thông, tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ 1 kg ketamin, 7.500 viên ma túy tổng hợp thuốc lắc. Để qua mắt, đối tượng đã gia cố ghế ngồi trên xe nhằm cất giấu số ma túy trên. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Dơ Vang khai đã nhận vận chuyển số ma túy từ Lào về Việt Nam để bàn giao cho một người ở tỉnh Nghệ An để lấy tiền công. Hiện vụ việc đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh điều tra xử lý theo quy định pháp luật.